Đây Hồng Cổ các bạn nhá. Đấy, cây hồng đẹp. Đẹp nhờ, cây này đẹp nhờ. Hồng Cổ bé xíu nhá, Hồng Cổ tháng 10 thôi nhá. Cái này lại mang về vườn đấy, còn lại mang đi Nam Định. Cái này khách chốt đi biếu mà chưa thấy nói gì. Bé nhưng mà tay cảnh giấc ngủ của nhà dân là lấy về nhé. À, tiếp tục giấc ngủ nhà vườn. Chỉ cần thế đấy em ạ, bầu thế là được rồi, ổ đấy. Cây cứ về, cây lại cứ đi này. Các bạn, cần rắn nó đổ, cái này đổ cái này cũng không sợ. Đấy, lại cây hồng bé này lại đi nhé. Hồng Cổ không to lắm nhưng rất là đẹp. Đấy, các bạn trông giấc ngủ lâu rồi này. Cả vườn cho cái cảnh chiên ra mủ đấy. Đây. Đẩy vào đây, còn chỗ đấy để chỗ này để cây vú sữa của Chiến em vào đấy. Đây chỗ này đúng nhá. Chỗ nào cũng được. Về đây không cần. Rồi, xuống đây. Càng tại đây là ấy để thôi rồi tắt đi ấy phòng chống lên luôn. Lùi thụt cân vào được không? Thụt cân vào cũng được. Cứ thụt cân rồi, cái đấy cứ cho vào giữa là được, không cầu cầu kỳ lắm. Đứng thẳng lên là mài quàng hết thì mấy nữa mấy cây hải đường thì đi nữa quàng hết. Chả hôm lại con lại phải đi lấy cây về. Đấy. Hôm nay anh em mình xếp xong là có về không? Ban ngày có về không? Hay là cứ ở đây tối về? Chiến ơi, xếp xong là về à? Thế về sớm lắm nhỉ? Ở à, đây ăn cỗ xong rồi về. Làm anh em mày làm cái bóng bì thiên như nhà mới luôn. Nó mát rồi đéo uống được rượu rồi. Hả? Cái gì? Hai cây này mang đi vào và hai cây này có xếp được cây chay được không? Cây em ơi, cái cây kia anh cắt cành nghi vợ được. Nó cố gắng xếp cho thằng em nó ở dưới Nam Định 5 cây nhỏ này. Đỡ cước xe đi. Cây này tí cái nào chìa ra ngoài đấy mà cái cành nó đẹp này cũng được. Đấy rồi. Đấy giờ nhấc cái này luôn. Khó thở quá, mệt quá này. Nay làm gì mà mệt lắm. Thôi em cứ để Phong làm đi. Mình nghề đi. Phong nó cũng ấy xong ấy cái đấy là xong mà. Được rồi đấy em ạ, đấy là được rồi, không cần phải đứng thẳng đâu. Hồng Cổ các bạn nhá, nào chốt luôn nhá, chốt nhanh thì được rồi. 3,5 triệu này. Đấy. Vay chỉ có 50 vành gốc thì 70. Cái này là cứ nhấc lên nuôi được thì Phong nhỉ? Cái Hồng Cổ đây công cậu công đánh công kiếc về đây giờ mình bán như này chỉ có 3,5 triệu các bạn, không to lắm đâu nhưng mà đẹp. Cây chày đi